Mày nhìn mặt tao nguy hiểm chưa? Mày thấy tao mặt tao nguy hiểm chưa? Mày có đi chỗ khác không? Tao giết mày chưa? Cắn bố mày à? Mày tưởng mày dài mày thích đọa với tao gì? Được rồi, bây giờ đến lúc để anh thể hiện đây. Giết luôn. Giết rồi. Trời, ngay đây là thích thể hiện sự nguy hiểm với anh. Này, đi nguy hiểm. Cho nó phát nữa cho nó nát đi. Cho phân nữa cho mình nguy hiểm. Này nguy hiểm này. Nguy hiểm này. Ôi giời, nát bét rồi. Rồi lần sau đừng có thể hiện sự nguy hiểm anh nhớ chưa. Đấy chú bây giờ thành mùi ngon của anh rồi. Show phang nhau đây. Rồi, trận chiến bắt đầu. Rồi, anh đi.